Giới thiệu với các bạn, đây là bướm phát quang. Với bướm phát quang này thì bạn có thể dùng để trang trí nhà cửa, trang trí quán cà phê hoặc là dùng làm đèn ngủ được. Rất là đẹp luôn. Sản phẩm được phân phối tại buôn cực rẻ.com và được bảo hành đổi mới tại shop. Bướm phát quang này thì sử dụng pin thạch anh, pin của đồng hồ ấy. Thì khi hết pin thì bạn có thể tháo cái lẽ này ra và thay pin mới là được. Bướm phát quang này thì có cái miếng dán ở dưới, thì bạn có thể dán thẳng lên trên tường được, tháo cái lớp dán này ra và dán thẳng lên tường. Đó. Cái này thì bạn có thể để dùng để trang trí quán cà phê, rất là đẹp. Cách sử dụng thì bạn bấm công tắc này. Đơn giản thôi, bật công tắc này.